phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ tổ chức chương trình phiên chợ không đồng ấm áp xuân Nhâm Dần 2022, hỗ trợ quà Tết cho hộ nghèo bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Phiên chợ Tết không đồng được tổ chức tại sân Ủy ban Nhân dân phường, đảm bảo công tác phòng chống dịch với 6 gian hàng bao gồm gạo, mứt Tết, bánh chưng, thịt heo, dưa kiệu, nước mắm. Đây đều là các sản phẩm thuần Việt mang hương vị Tết cổ truyền nhằm hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 có thêm điều kiện để đón Tết đầy đủ, sum túc, đồng thời tuyên truyền vận động người dân ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam. Những món quà nhỏ nhưng đã san sẻ được phần nào khó khăn với người dân trong thời điểm Tết đã cận kề. Nhân dịp Tết mà Tết đến xuân về, tuy rằng dịch bệnh rất là khó khăn, cho nên là phường cũng, Ủy ban Nhân dân cũng rất là quan tâm cho phường, cũng lo lắng cho đầy đủ, không thiếu thứ chi hết. Cùng với chợ phiên, phường Khuê Trung cũng đã tổ chức chương trình Xuân Yêu Thương trao quà Tết cho hộ nghèo trên địa bàn. Được biết, tổng số quà được trao cho người nghèo trong ngày là 600 suất với kinh phí hơn 300 triệu đồng. Với những sự khó khăn chung của trên toàn địa bàn phường, thì lãnh đạo địa phương, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận, các ban ngành đoàn thể đã vào cuộc và có những vận động đối với các tổ chức, cá nhân, đơn vị, mạnh thường quân trên địa bàn phường có những suất quà trao tặng kịp thời đến cho bà con nhân dân. Đón một cái Tết thật ấm áp, nhìn niềm vui. Tết đã cận kề, những suất quà nhỏ mà phường Khuê Trung đã hỗ trợ người dân cũng chính là tình cảm, sự sẻ chia của địa phương, của cộng đồng.